Ấy, thì như vậy đây là toàn bộ cái kỹ năng các bạn phải cung cấp phải học thì ở đây là tôi mang cái chương trình của trường doanh nhân ra thôi tôi cung cấp cho bạn nhưng nếu mà bạn không học trường doanh nhân hay là bạn học ở đâu đi chăng nữa thì bạn vẫn phải trang bị những kỹ năng này và thiếu kỹ năng này thì không doanh nghiệp nào họ nhận bạn đâu Vâng, tôi xin chia sẻ với bạn trước khi mà nói về cái môi trường học tập thì tôi muốn chia sẻ với các bạn là cái các kỹ năng mà bạn cần phải phải học đã. Để bạn ra bạn chiến được luôn đấy, thực chiến đấy. Thì kỹ năng đầu tiên là bạn phải hiểu được cái tư tưởng của doanh nhân. Vì con người của chúng ta là một phần cực kỳ quan trọng. Đôi khi không phải là bạn không có khả năng làm, mà đôi khi cái tư tưởng của bạn không phải là tư tưởng của doanh nhân. Ví dụ tư tưởng bạn muốn ổn định thôi. Bạn không có khát vọng thì bạn không thể làm được doanh nhân đời doanh nhân mà nó lên nó thăng trầm nó thăng trầm và bạn phải bản lĩnh bạn mới làm được doanh nhân chứ còn nếu mà làm doanh nhân nó dễ quá thì thằng nào cũng làm chủ tịch hội đồng quản trị thằng nào cũng làm giám đốc chứ làm gì có thằng làm thuê và nếu bạn vượt qua chính mình để có bản lĩnh sống thì sẽ làm được doanh nhân tiếp theo tôi để nói vậy thôi đây chỉ là ý chí nhưng hành động cụ thể trong đời sống nó mới mang bạn đến cái đích và bạn phải hiểu được tổng quan của kinh doanh thì giống như tôi vừa chia sẻ với bạn rồi sau đó bạn phải học được bắt đầu là giả sử nhé à, có khách hàng về thì đầu tiên bạn phải giỏi về ngành sale thì tôi dạy cho bạn cái phương pháp làm về công nghệ thông tin để lưu vết thông tin khách hàng đã tức là đầu tiên tôi dạy cho bạn toàn bộ kỹ năng sale hay là bạn phải đi học toàn bộ kỹ năng sale thì cụ thể trong cái kỹ năng sale này phải học lưu vết khách hàng, phải thực hành để lưu vết khách hàng, lưu cái thông tin của khách hàng lại, có kỹ năng phân tích sản phẩm, phân tích gì ạ, à? à, thực hành về phân tích sản phẩm, rồi biết phân tích sản phẩm nhé, đây là người ta dạy cho mình hiểu, còn mình phải biết cơ, rồi phân tích khách hàng mục tiêu, phân tích thị trường, quy trình bán hàng, vân vân, đấy, đây là bạn phải học toàn bộ các kỹ năng của bán hàng, thì trong này tôi đã liệt kê đầy đủ chi tiết các kỹ năng rồi, bạn phải biết làm báo giá phải biết gửi email cho khách hàng, phải biết gọi điện cho khách hàng, bạn phải biết gì ạ? À? À, xây dựng những cái kịch bản chốt sale, xây dựng kịch bản bán hàng thì toàn bộ những cái thứ chi tiết này nó mới tạo ra một người bán hàng. Lúc nãy tôi nói một cục bán hàng nó bé ngón tay thôi, nhưng bây giờ có mỗi kỹ năng bán hàng bạn nhìn này. Từ trên xuống dưới nào kéo nó cho tôi. À, thấy không? Thấy không? Đến đây mới xong kỹ năng bán hàng ông ơi. Nhưng mà nếu mà biết bán hàng rồi xong phải biết làm video đấy, xây dựng kịch bản video, đây chính là làm nội dung này. này. Xong xây dựng kịch bản video, đây là sang phần truyền truyền thông phải biết chụp ảnh này, biết gì ạ? Làm Powerpoint này. Đấy, phải biết gì ạ? Design, thiết kế đấy. Đây là bạn phải học những cái thứ này này, làm video, uh, quay video, uh, dựng video, uh, chụp ảnh, uh, rồi là nếu mà mà chụp ảnh xong thì là gì ạ? Uh, có kỹ năng làm Powerpoint tức là khi mà thuyết trình với ai phải làm powerpoint rồi có kỹ năng gì ạ à? thiết kế đấy bằng này thứ bạn phải học hết cái này rồi tiếp tục là gì ạ à? sau cái này xong thì bắt đầu bạn phải biết quản trị năng lượng thì bắt đầu bạn mới đi làm sale được còn nếu mà bạn không biết quản trị năng lượng cá nhân thì bạn đi làm lại tổ cãi nhau bởi vì đi làm nó còn nhiều vấn đề lắm chứ không phải là mỗi vấn đề chuyên môn không nào là đồng nghiệp nó nói một câu khó chịu đồng nghiệp nó nờ mình một câu trưởng phòng nó chửi một câu rồi là đi muộn một tí thì sếp chửi cho rồi động cái là người ta đuổi dọa đuổi việc nó rất nhiều thứ mà gây ức chế cho mình thì mình bắt buộc mình phải tập quản trị cái năng lượng bản thân mình có dám đối mặt với tất cả những thứ đó không thì bắt đầu với sang đi làm thì bắt đầu là ở đây là cái chương trình của trường doanh nhân thì thì tôi tôi mang cái này tôi chia sẻ thôi Đấy, thì bắt đầu là như bên trường doanh nhân bọn tôi là hết đến đây là tôi cho làm đề án tại trường và bắt đầu đi thực tập bán hàng đây này, này. Đấy, phần marketing là bạn phải học cái gì đây từ đây ví dụ phần marketing đầu tiên bạn phải học kỹ năng tổ chức sự kiện riêng truyền thông marketing này tổ chức sự kiện này rồi tiếp bạn phải xây dựng được website quản trị website này quản trị fanpage này xây dựng được kênh YouTube này rồi làm được viết bài này trong marketing này kỹ năng đăng bài trong website này. đấy rồi kỹ năng là viết bài trên fanpage này kỹ năng đăng video trên YouTube này. Ui cho nó nhiều kỹ năng lắm ông ơi, Một tỷ kỹ năng. Rồi bắt đầu chạy quảng cáo này, đúng phần marketing không các đại ca? Đấy, xong chạy quảng cáo trên Facebook, chạy quảng cáo YouTube, chạy quảng cáo trên kênh Google, view search Google để họ thấy mình. Rồi là quản trị cái data người dùng, tức là khi họ họ gửi cho mình cái thông số điện thoại, họ bảo anh ơi bán hàng, anh ơi bán cho em cái này, anh ơi bán cho em cái kia thì quản trị cái data này làm sao khách hàng ấy. Tức là cái thông tin khách hàng này cho không bị mất. Rồi ạ. À tiếp tục rồi chúng ta sẽ phát triển bản thân như thế nào chính là lộ trình nghề nghiệp mà tôi chia sẻ với bạn đấy rồi cuối cùng là đi làm thì phải đàm phán với người ta như thế nào thì đây là toàn bộ những cái kỹ năng xong sau đó bạn muốn lên trưởng phòng thì bạn đi học lớp quản lý nữa là bạn làm được trưởng phòng và cái này có nghĩa là nếu bạn có bằng này kỹ năng thì bạn vứt vào bất cứ một môi trường nào bạn cũng sống cứ ném vào phòng kinh doanh làm marketing cũng được làm sale cũng được làm truyền thông cũng được vì bạn có đủ các loại kỹ năng và Tất cả học viên của trường doanh nhân bọn tôi thì tôi khuyên Sau khi học hết cái này xong Thì bạn ý lên bắt đầu bằng nghề sale 2 tháng Nghề marketing 2 tháng Nghề truyền thông 2 tháng Sau 2 tháng trải nghiệm bắt đầu họ phải tìm ra thật sự mình mạnh cái gì nhé Thì bắt đầu chọn đúng con đường đấy và mất 2 tháng để thử nghiệm Thì là ngon Đấy Thì như vậy đây là toàn bộ cái kỹ năng các bạn phải cung cấp Phải học Thì ở đây là tôi mang cái chương trình của trường doanh nhân ra thôi Tôi cung cấp cho bạn Nhưng nếu mà bạn không học trường doanh nhân hay là bạn học ở đâu đi chăng nữa thì bạn vẫn phải trang bị những kỹ năng này và thiếu kỹ năng này thì không doanh nghiệp nào họ nhận bạn đâu ở đây bạn thấy có phân tích quản trị có thấy chiến lược gì không không có không có chiến lược là phần đằng sau vì bạn mới đi làm làm nhân viên ai cho bạn vào mà ngồi họp chiến lược biết gì mà chiến lược họ chỉ cho bạn làm những công việc cụ thể như thế này và sau khi bạn làm tốt công việc cụ thể bắt đầu họ cho bạn đi học lớp nâng cao ví dụ như tại sao ở học viện sư việt nam bọn tôi là lúc nào cũng có các doanh nhân đi học vì họ từ trường team họ lên trưởng phòng họ đi học quản lý từ trưởng phòng lên giám đốc phải đi học quản trị từ giám đốc mà lên chủ tịch phải học chiến lược Đấy. thế như vậy là nó mới sinh ra các cái lớp học để nâng cao nâng cao nâng cao chứ không phải cầm cái bằng đại học cái là chú yên tâm là em sống cả đời này không có cũng sống được nhưng mà uh, kiến thức ổn định thì tiền nó cũng ổn định và nghèo ổn định đấy. đấy có vậy thôi đấy thì chúng ta phải biết những cái thứ này thì đây là những kỹ năng các bạn phải gì phải 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 trang bị vậy thì với các kỹ năng này thì phải chọn môi trường chọn môi trường và tự mình phải rèn luyện vậy tôi sẽ trả lời cho bạn câu hỏi môi trường như thế nào ở video clip tiếp theo trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc website trường doanh nhân CEO Việt Nam. .edu .vn hotline một tám nhánh 12.